Xin chào các bạn. Để có thể dễ dàng chăm sóc những cây hoa phong lan luôn nở được nhiều hoa, màu hoa tươi và đậm, chúng ta cần phải cung cấp các dưỡng chất đầy đủ cho cây. Và điều cần thiết, các bạn hãy tập trung phát triển những chiếc rễ luôn được khỏe mạnh. Đây là điều kiện tốt nhất để giúp cho cây luôn có được nhiều hoa. Hôm nay tôi chia sẻ cách làm đơn giản và dễ nhất. Mỗi tháng một lần, các bạn có thể sử dụng bọc than hoạt tính hoặc than củi để chúng ta vệ sinh, làm sạch lá và rễ của cây. Dùng một thìa nhỏ, cho vào 1 lít nước, bọc than rất tốt để giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được kháng khuẩn khử trùng. Các bạn hãy lọc lấy nước này, sau đó chúng ta sẽ dùng nước này các bạn vệ sinh cho lá. Bọc than giúp cho những chiếc lá được khử trùng rất tốt. Các bạn nhớ lau dưới mặt lá để ngăn sự phát triển của các loại côn trùng. Khi chúng ta làm điều này mỗi tháng, những chiếc lá sẽ trở nên xanh, cứng cáp, phát triển rất khỏe mạnh. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng nước từ bọc than này. Để chúng ta phun sương trực tiếp cho những chiếc lá. Và các bạn không được phun vào những bông hoa, chỉ áp dụng cho lá và rễ của cây. Các bạn cho nước bọc than vào đây. Và các bạn cần phải để như thế này trong khoảng thời gian 1 giờ để giúp cho bộ rễ và chất trồng được kháng khuẩn khử trùng. Cách này rất hiệu quả để giúp cho những cây hoa lan luôn xanh tốt và mau có được nhiều hoa. Sau đó các bạn cần sử dụng 30g khoai tây có chứa rất nhiều vitamin và các khoáng chất như là canxi, kali, phốt pho, magie, là một trong những chất hữu cơ rất tốt cho hoa lan. Và một tép tỏi. Tỏi sẽ giúp cho cây chịu lạnh và tăng cường trao đổi chất rất nhanh ở những cây hoa lan. Cho vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng. Và chúng ta sẽ lọc lấy nước này. Sau đó các bạn lấy chậu cây ra. Và chúng ta dùng nước khoai tây và tỏi này, các bạn tưới vào chất trồng. Và cách làm này sẽ
sẽ giúp cho rễ phát triển rất nhanh. Những chiếc rễ luôn được khỏe mạnh. Vì có chứa nhiều kali nên thúc đẩy sự phát triển rất nhiều ở những bông hoa. Các bạn nên áp dụng cách làm này vào những lúc thời tiết chuyển sang lạnh. Dinh dưỡng sẽ được cung cấp đầy đủ nhất. Và điều này sẽ thúc đẩy cho cây phát triển về rễ khỏe mạnh hơn. Những bông hoa sẽ nhiều. Chúng ta vẫn để như thế này trong khoảng thời gian 30 phút. Còn đối với những chậu cây, khi chất trồng quá khô, các bạn không được bón phân liền. Chúng ta hãy tưới nước để giữ ẩm cho chất trồng. Các bạn làm điều này thì cây rất dễ dàng hấp thụ phân bón mới được tốt hơn. Sau đó chúng ta dùng chất dinh dưỡng này tưới vào gốc của cây. Sau đó các bạn sử dụng nước này hãy chăm sóc cho những chiếc lá. Khoai tây và tỏi sẽ tạo rất nhiều dưỡng chất cho hoa lan. Mình có tạo nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp. Sau 30 phút, hãy lấy chậu cây ra và chúng ta cần phải đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng để giúp cho cây quang hợp. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công trong việc trồng và chăm sóc những cây hoa phong lan, luôn phát triển khỏe mạnh và nhiều hoa.